thì mọi người phải thay đổi cách sống, mọi người phải hiểu à, ngoài giữa con người với nhau, mình còn có ở trên đã đem bao nhiêu đạo xuống để mà làm cho con người của mình á, tâm và nhờ, mỗi lần mình khởi ý lên á, là đều là ý thiện, chứ mình khởi ý lên ý xấu á, nó cũng giống như mình bỏ lên một cái YouTube á, mà xấu cho người ta nghe như vậy đó, làm cho nhiều người bực bội cả đêm người ta ngủ không được, thì mình bị tổn phước á. Thì trong cái đầu của người mình cũng vậy, nó cũng giống như cái tín hiệu cái mạng vậy đó, nếu mình phát cái tần trường tốt thì những người xung quanh nó sẽ cảm nhận được cái tần trường đó rồi ai cũng vui vẻ, còn mình mà đến một cái chỗ đông mình phát ra cái tần trường cái mặt hầm hầm xấu xấu thì lúc đó cả nguyên cái đám đông cũng sẽ chú ý và người ta cũng không có vui cái buổi đó. Thì ở ngoài đời mình cũng vậy, kiểu mong mọi người có công ăn việc làm khá giả giàu có, rồi mỗi người mình phát ra cái tần sống vui tươi, rồi lúc đó đó cái đạo thiên tâm mới gọi là thịnh, thì lúc đó Phật Di Lặc mới xuất hiện để mà dạy cho mình những cái pháp môn để mà thoát luân hồi sanh tử. Hôm nay Kiệt nói là Kiệt là người truyền tin đi đầu, là Kiệt là người thiệt, Phật Di Lặc sẽ xuất hiện là thiệt. Những cái fan mà trên đây hâm mộ á, biết bao nhiêu người cả trên thế giới, thường á Kiệt Kiệt hỏi mấy vị trên thế giới những người nghĩ sao và sao, thì Kiệt biết được như vậy. Những cái người mà hiểu về tâm linh thì rất là tin và tu tập theo kinh của Thiên Tâm, phải đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày để không có bị trúng bùa ngải. Đó là cái phần đó cũng một số lượng rất là đông follow Kiệt như là tin. Số lượng thứ hai là tăng ni, hơn phân nửa tăng ni tin Kiệt nhưng mà tin âm thầm, không có dám lộ liễu ra mặt và biết là Phật Di Lặc đang xuất hiện, Kiệt là đúng, Kiệt là thiệt, nhưng mà họ không có dám là lên tiếng nói. Đó là phần nửa luôn á, mấy vị nói á. Còn phần nửa tăng ni vì tu quá giỏi, chức sắc quá cao, họ rất là phản đối. Là gì? Họ cứ nghĩ là cái kinh điển và cái học vấn của họ cao. Còn Kiệt á, là Kiệt nói từ tâm và Kiệt nói từ ở điển ở trên xuống, và những cái information, những cái thông tin mà Kiệt nhận được á, là từ Huyền Di cho Kiệt. Họ không có tin cái đó. Còn một số nữa là những người đời giống như bác sĩ, kỹ sư, luật sư, là gọi là kiến cận mà dày ra một đống sách đó, thì những cái người này á, đến giờ phút này thấy cái trái đất này nó náo loạn, từ động đất, thiên tai, hỏa hoạn, Covid từ nơi này đến nơi khác, người khiêng xác không kịp chôn, đổ như là đổ đất vậy đó. Thì những học vấn, trí thức, siêu trí thức, đại trí thức, quá trời trí thức luôn, thì những người này họ cứ cần ngợ à, không biết có nên tin Kiệt không hay là không tin, tin hay không tin, tin hay không tin, tin tôi phải làm sao, tôi chưa từng quen đọc kinh, tôi đọc báo về chính trị, phân tích về chính trị thì tôi giỏi, mà tôi cầm cuốn kinh là tôi thấy hơi quê. Cái đầu gối tôi là đại gia học vấn cao, tôi chưa từng quỳ ai, người ta tới xin xỏ tôi chưa từng quỳ Phật, bây giờ tôi quỳ rồi, tôi cầm cái nhang tôi mắc cỡ. Là hiện bây giờ là cái số đó rất rất là đông follow cái channel của Kiệt, cái đó là trên nói là Kiệt biết là như vậy. Cho nên họ có những cái chướng ngại, mà cái thời gian á là cái đồng hồ quay ngược, họ không có biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Những người đó là những người nằm ở trong cái đa chiếc xe mà đổ, mà chôn tập thể kỳ rồi, mà có cái clip là như đổ rác là có trong đó nữa. Là vì cái họ tính chậm quá, họ nghĩ họ giỏi, nếu mà họ tính lẹ đó từ đầu đó, họ tin rồi họ chịu quỳ gối cầm cái nhang đốt lại cha lại mẹ lại Phật thì họ sẽ tránh được Covid, mà họ cứ cứ cần ngợ thì cái mà gọi là cái ngã còn cao á, cái học vấn cái khôn chừng nào của họ thì cái ngu cao chừng đó. Trong kinh Phật có nói người khôn quá thì thành ra người ngu là chỗ đó, thì cái thành phần đó
cái kỳ này COVID Sài Gòn Hà Nội là